Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cầm Tú đích nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 186, rất không an phận, 1. Đến cửa hầu phủ, Thải Thanh tò mò vươn đầu ra ngoài nhìn, trước cửa đã có một chuỗi dài xe ngựa dừng lại, dường như đó là một hàng dài xa hoa quyền quý. Mà lúc xe ngựa của bọn họ dừng lại, Mama quản sự phụ trách tiếp đón liền tiến lên hỏi, người đến là tiểu thư Thẩm phu. Thải Thanh Đỡ Vân Khanh xuống ngửa, gật đầu nói, đúng vậy, làm phiền ma. Không sao, sáng sớm nay tiểu thư đã dặn dò nô tỳ canh giữ trước cửa, nếu thấy Thẩm tiểu thư đến thì phải đón vào trước. Tiểu thư trong lời mama quản sự này chính là Trương Huỳnh, cũng làm khó nàng ta đã sai người chờ ở cửa, kiếp trước lẫn kiếp này đều là lần đầu tiên Vân Khanh đến toánh xuyên hầu phủ nơi này đối với nàng hoàn toàn xa lạ nhưng mà càng như vậy trong lòng vân khanh lại càng không yên tâm tuy nói quan hệ của nàng và trương huỳnh không đến mức căng thẳng giống như trước nhưng cũng không đến mức nàng ta phải quan tâm như vậy trước cửa hầu phủ là hai con sư tử lớn dương nanh múa vuốt màu sắc âm trầm và hình tượng ngoai phong cũng chứng tỏ nơi đây và thẩm phủ phong cách không giống nhau vẫn là danh môn quý tộc tuy rằng thẩm phủ giàu sang không thiếu nhưng có không ít quy tắc luật lệ mà thương hộ không thể dùng hơn nữa thẩm phủ lấy xa hoa mỹ lệ làm trọng, mà hầu tước phủ còn phải toát ra cao quý trang nghiêm mới là điểm quan trọng nhất. Thải thanh ngó nghiêng xung quanh, Lưu Thúy thấy vậy kéo tay nha đầu kia, không cần phải lộn xộn, để người khác thấy được, đánh mất hết mặt mũi của tiểu thư. Thải thanh lúc này mời kìm hãm lại ánh mắt mình, phải biết rằng, đến những gia tộc lớn, nếu nhìn ngó xung quanh, bất kể là tiểu thư hay nha hoàn đều bị coi là tầm thường thấp kém. Thải Thanh không phải là con cái của hạ nhân trong phủ, có rất nhiều thứ vẫn còn chưa hiểu rõ, nhưng cũng may là nha đầu này biết nghe lời. Tuổi còn nhỏ, đối với chuyện gì mới lạ, cũng thấy tò mò, Vân Khanh có thể hiểu được, chỉ cần lần sau không phạm sai lầm như thế nữa là tốt rồi, dù cho là nàng, cũng đang âm thầm quan sát, đến một nơi xa lạ, chú ý tình huống xung quanh cũng là một thói quen tốt. Lưu Thúy Tỷ Tỷ ma ma quản sự vừa rồi thật lợi hại chúng ta không nói gì mà bà ta đã biết là xe ngựa của thẩm phủ thải thanh than thở lưu thúy cười nhàn nhạt ngươi thật ngốc tiểu thư nhà chúng ta lần đầu tiên được mời đến hầu phủ đa số ở đây đều là người nhà quan lớn xe ngựa kia chắc chắn đã đến nhiều lần nhìn qua là biết còn xe ngựa của chúng ta là lần đầu tiên đến mà ma, ma ma quản sự các bà giỏi nhất là ánh mắt đương nhiên là có thể nhận ra là ma ma quản sự trong hầu phủ một chút bản lĩnh này phải có được, nếu ngay cả đạo lý cơ bản này mà Lưu Thúy không biết thì đã sớm không làm nổi nha hoàn bên người tiểu thư nữa. Hai mắt thải thanh sáng rực nhìn Lưu Thúy, "Lưu Thúy, tỷ biết thật nhiều chuyện." Lưu Thúy chỉ cười nói, "Ngươi nhìn nhiều một chút rồi học, sau này cũng sẽ biết. Làm nhất đẳng nha hoàn cũng không phải chuyện dễ dàng." Vân Khanh nghe hai nha đầu kia nói chuyện, khóe miệng cong lên, "Bây giờ mà nói thải thanh quả thực còn hơi non nớt, chỉ cần nha đầu kia cố gắng và trung thành, sau này nàng nhất định sẽ không bạc đãi. Nàng không tránh khỏi mà nghĩ đến tuyết lan, khoảng thời gian này, trong phủ đủ loại xa lánh, làm cho nàng ta tiêu tụy không ít, chỉ mong rằng nàng ta nhận được một ít bài học, đừng giống như kiếp trước nữa. Dọc đường đi, những hòn đá kỳ lạ trong hoa viên được bầy biển, cây cối xanh um, những viên đá kỳ quái được bày san sát, vừa kỳ quái lại vừa như thu giữ, dựng ngang dọc khắp nơi, bên trên rêu mọc từng đám, bóng cây tử đằng thấp thoáng, lộ ra đường mòn nhỏ, đỉnh đài lâu các, những cây bách, cây tử đằng cổ thụ tô thêm vẻ đẹp kỳ thú cho hoa viên. Ở giữa là các cụm hoa nhiều màu được trồng xen vào nhau, ánh nắng buổi sáng chiếu vào những giọt sương còn vương trên cánh hoa, phản chiếu thành những tia sáng bảy màu. Đi theo mama quản sự dẫn đường phía trước, Vân Khanh mang theo Lưu Thúy và Thải Thanh đến phòng khách. Trong đại sảnh đã sớm có vài vị khách, một đám người ăn mặc là lượt rực rỡ, giữa tiếng nói cười, thấy Vân Khanh bước vào, tất cả đều ngần người. Có mấy vị phu nhân nhìn thấy Vân Khanh, cảm giác không quen mặt, lén lút khen ngợi, tiểu thư nhà nào sinh ra thật xinh đẹp duyên dáng. Bên cạnh có vài vị phu nhân biết được liền nói với mấy người kia, đây là tiểu thư thẩm gia vì thế lại nổi lên một trận xì si xào trong đó có các loại khinh bỉ cảm thán đối với thân phận của vân khanh nàng làm như không nghe thấy ngẩng đầu tìm trong đám người những người quen biết thấy vi ngưng tử và tạ di ngồi chung một chỗ cùng các tiểu thư khác nói chuyện giống như không nhìn thấy nàng nàng chỉ mỉm cười rời ánh mắt đi nơi khác vừa vặn nhìn thấy an tuyết oánh và Chi phủ phu nhân ngồi bên tay trái an tuyết oánh còn hướng về phía nàng gật đầu Vân Khanh bước lên trước hành lễ với chi phủ phu nhân, chi phủ phu nhân vốn không hài lòng với thân phận của Vân Khanh, dù thế nào thì cũng là con gái của thương nhân, Tuyết Oánh cùng với Vân Khanh ở chung một chỗ, trên người nhiễm phải mùi dung tục thấp kém của thương nhân, sau này phát hiện ra, nhất cử nhất động của Vân Khanh đều có khí chất của thế gia vọng tộc, thái độ cư xử đúng mực, còn có xuất thân của tạ thị, chi phủ phu nhân ân thị cũng bình thường trở lại, nhìn cử chỉ của Vân Khanh lại nhìn dung mạo của nàng. Dựa vào tiền tài quyền thế của thẩm gia, nói không chừng sau này cũng có phúc khí, gả cho con thứ của vợ cả trong một gia tộc có tước vị cũng không phải là không thể, đến lúc đó cũng có thể hỗ trợ, giúp đỡ tuyết oanh. Ta biết người hôm nay đến đây nên mới theo mẫu thân đến, bằng không thì cũng không nghĩ đến đây đâu. An tuyết oanh kéo vân khanh ngồi xuống, nàng hôm nay mặc một bộ váy dài màu tùng hoa, vẫn kiểu tóc đọa mã kế cài ba cây châm dài hoa mai hoàng ngọc, trên tai là khuyên tai ngọc hình giọt nước, khí chất vô cùng nhu hòa uyển chuyển. Ân thị vừa nghe An Tuyết Oánh nói xong liền tiếp lời, thân thể nó không tốt, mùa xuân khí trời còn lạnh, không thể ra khỏi cửa, nghe thấy người cũng đến thì mở to mắt mong chờ, chỉ muốn chạy đến, đúng là tình tình trẻ con. Vân Khanh biết Ân thị đang đỡ lời cho An Tuyết Oánh, xung quanh đều có người ngồi, tuy rằng có cách một khoảng nhưng khó tránh được nghe xong lại nghĩ ăn tuyết oánh không muốn đến dự hoa yến của hầu phủ cũng hùa theo tiểu nữ lần đầu tiên đến hầu phủ chắc tuyết oánh sợ tiểu nữ bị rơi lại phía sau mọi người thôi lời này nói ra vốn chỉ đơn giản nhưng ân thị lại như cố ý vô tình liếc mắt nhìn tạ di và vi ngưng tử ở đối diện hai người này lúc trước mới nương tựa thẩm phủ bây giờ mua được nhà riêng ở trên yến hội nhìn thấy cháu gái mà coi như không thấy cái này đúng là làm người khác cảm thấy có phần khó chịu. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của chi phủ phu nhân, vì ngưng từ ngẩng đầu lên nhìn sang, nàng ta hôm nay một thân áo nhiều lớp màu xanh lam thêu mây chìm, bên dưới là váy dài bồng bềnh màu xanh nước, trên đầu cài một bộ châm vàng cần ngọc bích có chuỗi ngọc hình giọt nước đông đưa lay động, làm cho cả người toát lên vẻ đẹp thùy mị dịu dàng, vừa đến đã lọt vào không ít mắt xanh của không ít các vị phu nhân thầm hỏi tên tuổi gia thế của nàng ta. Thế nhưng Vân Khanh vừa đến, ánh mắt của mọi người đã rơi vào người nàng. Câu chuyện của những người xung quanh đều chuyển thành vị tiểu thư mới đến là thiên kim nhà ai, mặc dù biết được thẩm gia là thương nhân, cũng rối rít thở dài, nói là một nữ nhi tốt như vậy, đáng tiếc thân phận hơi thấp. Lời này vi ngưng từ hiểu là nếu thẩm vân khanh sinh ra thân phận không thấp, thì chắc chắn phần lớn các vị phụ nhân ở đây hôm nay sẽ cẩn thận quan sát nàng, tương lai sẽ là đối tượng để chọn làm con dâu. Trong lồng ngực nàng ta tự hồ như bị mèo cào, hai cảm giác ghen tị và căm hận hòa tan vào nhau, trở nên vô cùng khó chịu. Thế nhưng, phản ứng của nàng ta so với tạ di còn nhạy bén hơn, hiểu được hàm ý bên trong của một ít ánh mắt đang nhìn, cho dù không thích cũng phải giả bộ vui mừng, đứng dậy cười nói, biểu muội đến đây lúc nào, sao không đến đây nói chuyện với tỷ. Lời này thế nhưng lại ám chỉ Vân Khanh không biết lễ phép, nhìn thấy trưởng bối và biểu tỷ cũng không đến hành lễ. Khóe miệng Vân Khanh hơi cong lên, dung mạo tuyệt đẹp dạng dỡ dường như còn hơn cả tia nắng ban mai đầu tiên, trong chốc lát tỏa ra ánh sáng chói lóa. Vân Khanh sau khi đi vào vốn muốn đến nói chuyện cùng gì và biểu tỷ, lại không thể cắt ngang hai người nói chuyện phím. Đúng lúc An tiểu thư vẫy muội lại, muội đành đến hành lễ với chi phủ phu nhân trước. Người ta không quen biết còn nhìn thấy Vân Khanh đi vào, các người ngồi bên kia nói chuyện phiếm, không muốn để ý đến người ta, cho rằng mọi người đều không biết sao. An tuyết oánh cúi đầu cười, nàng đã biết Vân Khanh mồm miệng khéo léo, vì ngưng tử muốn dựa vào miệng lưỡi và thứ bậc làm tổn hại Vân Khanh, việc này không có khả năng. Vân Khanh nói xong, đi đến chào tạ di, tức khắc làm cho vi ngưng tử không nói được một câu, mà mấy vị phu nhân mới quen nhìn tạ di một chút, hóa ra quả phụ này là muội muội của thẩm phu nhân. Thế nhưng nghe nói tạ đại danh nho chỉ có duy nhất một đích nữ, hay người này chính là thứ nữ duy nhất kia. Nghĩ đến đây liền không khỏi mà coi thường vài phần, đáy mắt cũng toát ra ý này. Tạ di hưu giữ trợn mắt nhìn vi ngưng tử, ngu rốt tranh cãi vô ích, nữ nhi ngu xuẩn này hết mức, lúc này đi nhận thân thích, chẳng nhẽ không phải là nói cho người ta biết mình có thân thích là thương nhân sao? Lại làm cho người khác coi thường bà ta, đúng là hết sức ngu xuẩn chương 187, rất không an phận, hai. Dáng vẻ của tạ di không giấu được mọi người, mỗi hành động của bà ta đều rơi vào ánh mắt nhìn như không có ở nơi này. Thật ra các vị phu nhân đã sớm rèn luyện được bản lĩnh âm thầm quan sát mọi người trong mắt, đối với vi gia lại đánh giá thấp đi một bậc. Tạ di không biết, nhưng vi ngưng tử lại có thể cảm nhận được, nàng ta kéo tay vân khanh, cười yếu ớt, biểu muội đến cũng không sớm nói cho tỷ biết. Tỷ và muội cùng nhau đi. Biểu tỷ đúng là có lòng, Vân Khanh mỉm cười nói, cũng không nói thêm một câu nào. Lúc này, từ bên ngoài có hai nữ tử đi vào, đi đầu là nữ nhân mặc quần dài màu xanh nhạt, nhìn dung mạo thì đúng là Trương Huỳnh, nàng sau khi đi vào hành lễ với mọi người, sắc mặt cũng không hào hứng như ngày thường, mặt mũi có vẻ tiều tụy, ngay cả vầng trán cao cao kia cũng không còn sáng rủa như ngày trước người đi sau mặc một bộ váy dài màu vàng thêu hài đường, bên dưới là làn váy màu vàng nhạt xòe ra như một bông hoa, bên hông thắt giải lụa màu hồng, tóc vấn thành kiểu bán nguyệt kế, ở giữa cài một cây châm to khắc hoa vàng, ở hai bên rũ xuống hai sợi dây vàng thật dài, cả người đẹp đẽ quý phái không thôi, toàn thân cao quý, thần sắc của nàng ta và Trương Huỳnh hoàn toàn khác nhau, vẻ mặt mang đầy gió xuân, vô cùng vui vẻ. Vừa vào cửa liền nói với mọi người thật xấu hổ, đều do tiểu nữ chưa quen với công việc. Kéo dài thời gian, làm các vị đợi lâu. Mọi người nhìn thấy nàng ta, thân sắc trong ánh mắt cũng khác nhau, bất quá biểu hiện ra bên ngoài đều là nụ cười khách khí. An tuyết oánh nhẹ giọng nói, kia là mẹ ruột của Trương Lạc, toánh xuyên hầu chắc phu nhân tập thị. Giới thiệu một chút như vậy, liền có thể biết được nguyên nhân, Vân Khanh sao có thể không biết tại sao vị chắc phu nhân này lại ra vẻ cao quý như vậy. Mẫu thân của Trương Huỳnh là chính thất của Toánh Xuyên Hầu. Bây giờ bệnh tình nguy kịch, khó có thể chữa khỏi. Chuyện tình trong phủ đều giao cho vị chắc phu nhân này xử lý, vừa nhìn đã hiểu rõ. Chỉ cần chính thất vừa chết, vị chắc phu nhân này lập tức sẽ được nâng lên làm chính. Mà chuyện của Toánh Xuyên Hầu phu nhân và vị chắc phu nhân này còn có một nguyên nhân sâu xa. Có người nói trước đây hôn sự của Toánh Xuyên Hầu và Toánh Xuyên Hầu Phu Nhân đã sớm được phụ mẫu định ra, khi đó hai người chỉ là đứa trẻ, hai nhà cùng trao đổi ngọc bội, định ra mối hôn sự này. Mà sau khi định ra mối hôn sự này được mấy năm, vợ chồng nhà mẹ đẻ của Toánh Xuyên Hầu Phu Nhân là Mạnh Gia người trước người sau bệnh chết, lão Toánh Xuyên Hầu là người thành thật, cũng không vì vợ chồng Mạnh Gia qua đời mà không chấp nhận việc hôn nhân này, vẫn như yêu cầu đính hôn như trước nhưng Toán Xuyên Hầu và biểu muội tập thị này đã mắt đi mày lại từ rất lâu rồi. Vốn tập thị đã chuẩn bị tâm lý làm thiếp thất, thế nhưng xảy ra chuyện vợ chồng mạnh ra qua đời. Cô ta cho rằng hôn sự giữa hai nhà sẽ bị hủy bo, ai ngờ cuối cùng vẫn không bị hủy. Vị trí Toán Xuyên Hầu phủ phu nhân vẫn được mạnh thị ngồi lên, mà cô ta, sau khi Toán Xuyên Hầu phủ phu nhân vào cửa được nửa năm, cũng được vào cửa làm di nương nhưng vì có cái bụng không chịu thua kém sinh ra trương lạc được nâng lên làm chắc phu nhân. Như nhận được tiếng trống cổ vũ tinh thần, sinh thêm cho Toánh Xuyên Hầu một đứa con trai, nhi tử này là trong mắt của Toánh Xuyên Hầu, yêu thương vô cùng, ngay cả địa vị của tập thị trong phù cũng ngày một cao. Vào năm mà vợ chồng mạnh Gia qua đời, Toánh Xuyên Hầu phu nhân là trưởng nữ, dưới còn một đệ đệ, để chống đỡ gia đình, 12 tuổi, Toánh xuyên hầu phu nhân bắt đầu lo liệu việc nhà, quản lý chuyện tình trong phủ từ trên xuống dưới, còn dạy bảo đệ đệ nhỏ hơn bà 7 tuổi, tính cách đương nhiên là uy phong nghiêm khắc, không như vậy sẽ không trấn áp được đủ loại hạ nhân trong phủ, cũng sẽ không đem đệ đệ bồi dưỡng thành tài, Thì đậu tiến sĩ vào kinh làm quan. Thế nhưng tính cách mạnh thị làm đương gia chủ mẫu là có thừa, nhưng làm hầu gia phu nhân, bà lại có phần hơi quá mạnh mẽ, không hiểu dịu dàng không hiểu mềm mỏng, cho dù là đối đãi với mọi người hay xử lý sai lầm cũng không xử lý vòng veo. Vốn ngày thường mạnh thị cũng không tệ, lúc mới đầu toán xuyên hầu cũng không làm ra chuyện gì quá mức, còn tôn trọng bà, nhưng sau này mạnh thị cũng chỉ còn lại vị trí chủ mẫu này. Bởi vì toán xuyên hầu yêu nhất loại nữ tử dịu dàng như tập thị này, nên sau khi mạnh thị vào cửa không lâu, liên tục cưới về không ít tiểu thiếp ôn nhu động lòng người. Toánh xuyên hầu phu nhân mạnh thị không muốn chịu thua, càng kiên cường, quan hệ vợ chồng hai người càng không hòa hợp, đây cũng là bí mật mà toàn bộ thành Dương Châu đều biết. Ai cũng biết sau khi mạnh thị qua đời, tập thị sẽ được phù chính, sở dĩ các vị phu nhân ở đây tuy không nhìn nổi hành vi của tập thị, nhưng vì quan hệ sau này của hai nhà mà vẫn phải làm tốt chuyện mặt mũi thể diện, việc này làm cho tập thị càng thêm hài lòng, cười đến yêu kiều trương lạc hôm nay cũng đi theo sau bà ta cũng vui sướng hân hoan như vậy trước đây bọn họ khiêm tốn cố gắng hết sức không che khuất ánh sáng rực rỡ trên người trương huỳnh hôm nay cô ta lại mặc một thân sắc xanh tươi sáng lộ ra tư thái xinh đẹp và khuôn mặt sáng sủa vốn cùng một cha sinh ra mẫu thân cũng ưa nhìn lại trải qua ăn mặc trang điểm như vậy trương lạc bỗng trở nên rực rỡ nhiều phu nhân liên tục tán thưởng khiến cho trương lạc cười càng thêm xinh đẹp Vân Khanh nhìn thấy hết thảy trước mặt, người đời đều như thế, để vươn lên cao thì phải dẫm đạp người khác xuống thấp, mẫu thân Trương Huỳnh đã không còn hy vọng, ai cũng biết người tiếp theo làm nữ chủ nhân hầu phù là chắc phu nhân trước mặt, không ai muốn lại bỏ ra quá nhiều sức lực quản chuyện của Trương Huỳnh, phần lớn mọi người vì ích lợi mà gặp nhau ở chỗ này, có ai thật lòng muốn tham gia những yến hội như vậy. Nàng liếc mắt nhìn Trương Huỳnh, Trương Huỳnh đang ngồi trước bàn tiệc, trong mắt ẩn chứa lửa giận nhìn tất cả những gì xảy ra trước mặt khuôn mặt xinh đẹp căng cứng tựa hồ như đang kiềm chế tức giận của mình trương huỳnh cũng có ngày biết được kiềm chế cơn giận của mình vân khanh cũng nhìn ra nàng không hề che giấu với người ngồi bên thấy được nàng chán ghét trương lạc và tập thị đến mức nào bất quá nếu đổi lại là nàng nàng cũng không vui giống vậy mẹ của mình còn sinh bệnh nằm trên giường tiểu thiếp và thư nữ ăn mặc trang điểm xinh đẹp cứ như là đang có chuyện vui đổi lại là người khác, chắc chắn không ai có thể chấp nhận được. Hơn nữa, chính thất và tiểu thiếp, đích nữ và thư nữ, dường như trời sinh không hợp nhau, ai nhìn cũng không vừa mắt. Trên bàn tiệc nói chuyện phiếm sôi nổi, Vân Khanh biết được một tin. Ngự phượng đàn hồi kinh. Tin tức này vừa được tiết lộ ra, bắt đầu từ thiên Việt thành truyền ra bốn phương tám hướng, bởi vì trận chiến với Tây Nhung thật sự kéo dài quá lâu lại thêm thời tiết khắc nghiệt, tranh lệch giữa binh lính quá xa, thắng được trận này thực không dễ dàng, mình đế với kết quả này cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Thế nhưng, vì người hắn cố tình phái đi chưa bao giờ ra chiến trường, Cẩn Vương Thế Tử được nuôi dưỡng ở Kinh Thành 8 năm, lại đem cục diện của toàn bộ chiến trận thay đổi toàn bộ. Ngự Phượng Đàn chưa từng trải qua học tập điều binh khiển tướng, hắn là con cháu Vương Phủ. Ngày thường đọc sách viết chữ chỉ vì rèn luyện văn chương thi phú, mà Minh Đế cũng không giao toàn bộ binh lực, muốn xem xét cách vận dụng binh lược của Cần Vương Thế Tử. Có lẽ bởi vì nguyên nhân này, Ngự Phượng Đàn đã đưa ra biện pháp, không giống như những đại tướng khác, hắn thích tập trung đánh úp, thích lấy ít thắng nhiều, thích đánh lén, thích giở trò lừa bịp, thích dùng những biện pháp mà người khác không thể nghĩ đến, liên tục thay đổi kế sách và thủ đoạn trên chiến trường hoàn toàn không theo sách vở mà giành được chiến thắng. Tây Nhung phái ra 20 vạn binh sĩ, chết sạch ở chiến trường 8 vạn người, bởi vì ngự phượng đàn mang binh dẫn đầu, thích thừa thắng sông lên, chỉ coi trọng vui vẻ và sảng khoái, mỗi một lần chiến đấu, là phải đem quân địch giết sạch sẽ mới cam lòng. Chính vì vậy, sĩ khí binh lính Tây Nhung vốn rất cao, bị đả kích giống như trái bóng xì hơi. Bọn họ trăm triệu lần cũng không ngờ, giữa đường lại xuất hiện nhân vật lợi hại như vậy, loại phương thức không kiêng kỵ gì này, sao? nhiều lần làm bọn họ dối trí, liên tục phải lui binh, đến tận biên giới Đại Ung, còn bị đuổi lui về sau 100 dặm. Sao, nguyên văn câu này là thiên mã hành không, ngựa thần lướt gió tung mây, ý chỉ sự phóng khoáng, không dập khuôn, không câu nề. Có nghĩa là kế sách đánh trận của đàn đàn không kiêng kỵ gì, không theo binh pháp mũ mũ. Ở trong mắt người Tây Nhung, ngự phượng đàn có biệt hiệu là kim mặt ma tướng, bởi vì mỗi lần hắn ra trận, đều mang theo mặt nạ màu vàng, che khuất dung mạo vốn có của mình. Liên tục thốt ra ba chữ tốt, Minh Đế ban một đạo ngự chỉ, phong ngự phượng đàn làm chấn Tây Đại Tướng Quân, đứng hàng võ tướng nhị phẩm. Bánh xe của vận mệnh không ngờ vẫn đến đúng chỗ, ngự phượng đàn 19 tuổi, trở thành tướng quân trẻ tuổi nổi tiếng nhất kinh thành, cũng trở thành con rể phù hợp nhất trong mắt danh gia vọng tộc ở kinh đô. Tiếng nghị luận vẫn còn đang âm thầm tiếp diễn người nói sao cần vương thế tử lại đeo mặt nạ. Nghe nói người trưởng thành quá mức tuấn Mỹ, sợ không dọa được địch nhân nên mới cần đến mặt nạ. Có anh Tuấn đến mức ấy không? Đương nhiên, Cần Vương Thế Tử được xưng danh kinh thành đệ nhất Mỹ Nam, lần trước chàng đến Dương Châu, ngươi không nhìn thấy sao? Đối với loại suy đoán này, Vân Khanh cảm thấy cũng có phần có lý, trong tưởng tượng của nàng, đem nam tử áo trắng tuấn Mỹ kia cùng vị tướng quân mặt sắt đánh lui quân địch là cùng một người, thật sự có điểm khó khăn, lúc mang mặt nạ có lẽ càng thêm thần bí, càng thêm làm quân địch sợ hãi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 188, rất không an phận, 3. Xoay quanh câu chuyện ngự phượng đàn thắng trận mà kết thúc tiệc rượu, sau khi ăn cơm xong liền muốn đến hoa viên ngắm hoa, Vân Khanh vì bất chi bất giác mà uống hơi nhiều nước, liền đi đến cung phòng lúc đi ra thì bị tụt lại phía sau nàng muốn nhanh chân đuổi theo mọi người đột nhiên bị kéo vào phía sau một hòn núi giả vừa muốn xoay người gọi to thì nhận ra là trương huỳnh liền ngưng lại nhìn nàng ta dựa theo dáng điệu lúc nãy trương huỳnh chắc chắn là vẫn ở chỗ này chờ nàng nàng đã nói yến hội hôm nay trương huỳnh muốn nàng đến hầu phủ chắc chắn là có chuyện gì đó có chuyện gì à sắc mặt Trương Huỳnh tựa hồ như rất do dự, biểu tình có mấy phần không muốn, lại như mang theo chút tức giận, ngập ngừng một lúc không mở miệng. Vân Khanh không thích cùng nàng ta lãng phí thời gian ở chỗ này, mở miệng hỏi lần nữa, nếu không có chuyện gì, ta muốn đi ngắm hoa. Ngắm hoa, ngắm hoa làm gì, có gì đẹp mà nhìn, mỗi năm đều như vậy, dù có nhìn đến thế nào đi nữa cũng không nhìn ra chút tươi mới nào. Trương Huỳnh bột miệng nói. Vân Khanh nhíu mày, hơi mất kiên nhẫn nói, "Ngươi hôm nay mời ta đến đây không phải là để nghe ngươi tranh luận trái phải." "Không phải." Lúc này Trương Huỳnh nói rất nhanh, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vân Khanh, từ trong tay áo lấy ra một gói gì đó, mím môi lại, nâng cầm lên nói, "Ngươi nhìn giúp ta một chút, thuốc này có vấn đề gì hay không?" Vân Khanh cúi đầu liếc mắt nhìn thứ nàng ta cầm trong tay, khẽ cười nói, "Trương tiểu thư, ta không phải là đại phu được mời đến nhà." cho nên nàng cũng không muốn nhìn thuốc trương huỳnh cầm trong tay trương huỳnh tự hồ có chút lo lắng cắn môi ta biết ngươi không phải là đại phu nàng mở vật trong tay ra bên trong là một bao bã thuốc đây là thuốc nương ta uống ta đã để cho đại phu trong phủ nhìn qua rồi bọn họ nói không có vấn đề gì muốn mời những đại phu khác phụ thân nói ta hồ nháo nhưng ta không tin nương ta sao tự nhiên lại bị bệnh nhất định là trong thuốc có vấn đề lần trước trong hiệu thuốc ngươi có thể phân biệt như hoàng thuốc này chắc ngươi cũng sẽ nhìn được ngươi nhìn một chút xem cái này rốt cuộc có vấn đề gì hay cô hóa ra là như vậy vân khanh cuối cùng cũng biết được nguyên nhân toán xuyên hầu phu nhân bệnh đến vừa nhanh lại vừa nặng chưa đến nửa năm đã nguy kịch trương huỳnh hoài nghi có người cố ý đầu độc toánh xuyên hầu phu nhân nghĩ lại lần trước nàng ta tự mình đến hiệu thuốc chọn như hoàng chỉ sợ cũng vì nguyên nhân này Thật ra bây giờ Vân Khanh cũng đã có thể phân biệt dược vật không tệ, thế nhưng nàng không muốn nhúng tay vào chuyện nhà hầu phủ, nếu như nàng nhận lời Trương Huỳnh kiểm tra thuốc này, lại tra ra trong này có thừa thứ gì đó, với tính cách kích động này của Trương Huỳnh, vạn nhất trực tiếp xông ra đố chất cùng tập thị và Trương Lạc, vậy thì nàng cũng sẽ bị kéo vào. Chuyện trong nhà hầu phủ, đặc biệt là loại chuyện dơ bẩn thế này, không phải là chuyện nàng có thể dính vào, vô luận kết quả cuối cùng ra sao nàng cũng bị liên lụy việc này ngươi tìm một đại phu khác kiểm tra cho ngươi y thuật của bọn họ được quan phủ công nhận so với ta còn tốt hơn vân khanh thật tâm khuyên trương huỳnh ít nhất nàng ta hiếu thuận với mẫu thân trương huỳnh cũng không phải xấu xa đến cực độ vân khanh nói xong liền muốn đi ra ngoài trương huỳnh đột nhiên nói to thẩm vân khanh chuyện lần trước ngươi bị người ta bắt đi là ta nói cho an sơ dương quả nhiên là ép buộc báo ân trong lòng Vân Khanh cũng đã dự tính tốt, lúc này vẫn có chút thất vọng, mới vừa nghĩ Trương Huỳnh có chút ưu điểm, nàng lại làm cho người ta có cảm giác khó chịu. Bất quá thiếu ân tình của người khác, Vân Khanh nhất định sẽ báo đáp. Nàng xoay người, mặt không đổi sắc nhìn Trương Huỳnh, "Ta giúp ngươi kiểm tra thuốc, sau đó cùng chuyện kia coi như xong." Giọng nói của Vân Khanh lạnh lùng, giống như gió xuân tối tháng 3 xe lạnh, gió tuy rằng êm ái lại có cảm giác lành lạnh, Trương Huỳnh không biết làm thế nào, cũng có chút áy náy, chuyện ngày ấy nàng vốn không muốn can thiệp vào, nhưng nếu Vân Khanh gặp chuyện không may, nàng nhìn thấy nhưng không nói, rốt cuộc cũng không thể nào yên lòng nổi. Nàng dụng tâm không xấu, chỉ là toánh xuyên hầu phu nhân quá yêu chiều, ương bướng ngang ngạnh, vừa lúc gặp An Sơ Dương mới nói một câu. Ta, ta cũng không còn cách nào khác, chỉ cần ta đi ra ngoài, thì bên cạnh sẽ có người đi theo lần đầu tiên nói bằng giọng nói nhu nhược, Trương Huỳnh có chút không quen, ánh mắt hoảng loạn nhìn xung quanh, cảm thấy không có cách nào đối mặt với người khác. Dáng vẻ như vậy có mấy phần đáng yêu mà bình thường không có, sắc mặt Vân Khanh có phần tốt hơn, bất quá vẫn lạnh lùng nói, đưa thuốc cho ta xem. Cẩn thận đem bã thuốc tách ra thành từng loại, ngửi, nếm, sau khi phân biệt từng thứ, Vân Khanh trả lại túi thuốc cho Trương Huỳnh, ánh mắt có phần phức tạp nhìn nàng. Trương Huỳnh không kịp chờ Vân Khanh, nét xinh đẹp trên mặt đều lộ ra vẻ lo lắng vội vàng, "Thế nào, thuốc có vấn đề gì không?" "Thuốc này hoàn toàn không có vấn đề gì. Tuy rằng kết quả làm Vân Khanh có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng thật sự không nhìn ra bất kỳ vấn đề gì." "Không, không thể như thế, chắc chắn là ngươi đã không kiểm tra cẩn thận, xem lại, ngươi xem lại lần nữa đi." Trương Huỳnh vọt đến trước mặt Vân Khanh, cầm thuốc nhét vào trong tay nàng ánh mắt hoảng loạn không thôi bang một tiếng vân khanh nhìn thoáng qua bã thuốc ánh mắt ung dung mang theo thương cảm trương huỳnh lúc nãy ta đã rất cẩn thận không cần xem lại lần nữa thuốc này không có vấn đề gì nhấn mạnh một lần nữa khiến trương huỳnh đưa mắt nhìn vân khanh tựa hồ muốn tìm ở trong đấy một chút do dự hay ác độc nàng biết thời gian mình ở thư viện từng chửi mắng vân khanh nàng hy vọng vân khanh đang trả thù mình Cô y nói thuốc độc thành không có độc. Thế nhưng không có, đáy mắt Vân Khanh vẫn là vẻ thản nhiên sáng sủa, không có một tia giả vờ. Nàng cầm lấy gói bã thuốc, trong lòng đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng, nhớ tới lời đại phu nói mẹ người sống nhiều nhất chưa đến nửa năm, trong lòng nàng ngổn ngang, không có cách nào kiềm chế, tính tình nàng vốn không tốt, lúc này càng không kiềm chế nổi. Mà Vân Khanh đứng trước mặt là người tốt nhất để chút giận trương huỳnh cầm lấy túi bã thuốc ném về phía vân khanh người cút cho ta các ngươi đều không phải là người tốt mỗi người các ngươi đều bắt nạt ta làm mẹ ta ngã bệnh liền nói mẹ ta sắp chết từng người ngày thường giống như chó đi theo sau lưng ta giờ mỗi ngày trước mặt ta diễu võ dương oai các ngươi là bọn tiểu nhân cái gì mà hội ngắm hoa cái gì mà đông người vui vẻ xóa đi suối quẩy trong phủ các ngươi chính là muốn cố ý ép chết mẹ ta hại mẹ ta tức giận mà chết. Vân Khanh nhanh chóng tránh đi bao thuốc, ánh mắt nhìn thoáng qua sau núi giả, phát hiện một góc áo nhanh chóng biến mất, góc áo ấy có chút quen thuộc. Nhìn Trương Huỳnh còn tức giận ở chỗ này chửi chó đánh mèo, Vân Khanh thản nhiên một câu cắt ngang lời nàng ta, thuốc đã xem cho ngươi rồi, ta đi đây. Trương Huỳnh mắng xong liền khóc, Vân Khanh quay đầu nhìn nàng ngồi xổm sau núi giả, cắn chặt răng khóc thầm, nhẹ nhàng lắc đầu mới vừa rồi trong lời Trương Huỳnh nói, tin tức lộ ra ngoài rất nhiều. Bây giờ trong phủ, chắc phu nhân tập thị làm chủ, hạ nhân trong phủ đều thấy gió đổi chiều, nâng cao đạp thấp, có lẽ Trương Huỳnh trước đây muốn gió được gió, muốn mưa được mưa lúc này nhất định bị lạnh nhạt, mà biểu hiện hôm nay của Trương Lạc cũng thể hiện rất rõ một điều. Ngay cả Trương Lạc và tập thị hai người bình thường ở trước mặt Trương Huỳnh Nguyên rùa toánh xuyên hầu phu nhân mà trương huỳnh dù thế nào cũng không thể thắng nổi bọn họ thời gian ở thư viện vân khanh cũng đã nhìn ra trương lạc là người biết ẩn nhẫn nhưng ánh mắt bình thường lộ ra vẻ không phục chưa từng bị nàng bỏ qua hôm nay trương huỳnh nhanh chóng thất thế trương lạc chờ làm đích nữ tình thế lật ngược suy nghĩ của hai bên cũng có sự thay đổi lớn giống như hoa yến hôm nay lúc đến vân khanh đã có cảm giác kỳ lạ nếu toánh xuyên hầu phu nhân bệnh nặng nằm trên giường sao có thể tổ chức loại yến tiệc lớn như vậy, hóa ra là dùng cái tiếng xóa đi đen đùi. Việc này chắc chắn là do tập thị mở miệng muốn làm, đây là muốn chứng tỏ cho mọi người biết thân phận của bà ta, cũng có thể làm Trương Huỳnh nổi giận, để cho nàng nhìn rõ bây giờ trong phủ do ai làm chủ. chương 189, rất không ăn phận, 4. Nhà nào cũng có chuyện phải lo lắng, người như Trương Huỳnh lại chưa hề biết cách đối nhân xử thế. Tất nhiên là không phải đối thủ của hai mẹ con bọn họ. Dẫn theo người hòa vào đám người kia, Vân Khanh đặc biệt để ý đến quan hệ của hai người Vi Ngưng Tử và Trương Lạc, dường như vô cùng tốt, nhiệt tình thân thiết dựa chung một chỗ mà trò chuyện. Yến hội hôm nay tổ chức thật tuyệt, nhìn không ra đây là lần đầu tiên phu nhân tổ chức Hoa Yến. Vi Ngưng Tử cười khen ngợi. Trương Lạc nhìn đám người náo nhiệt xung quanh, cũng cảm thấy hơi kiêu ngạo. Ai nói nương chỉ là một tiểu thiếp không được ngồi trên bàn tiệc. Hôm nay nương cũng có thể làm tốt công việc của chủ mẫu. Nàng ta cảm thấy vi ngưng từ đem ba chữ chắc phu nhân nói thành phu nhân rất dễ nghe. Cười đến vô cùng vui sướng nói, vi nương lần này tổ chức yến hội đúng là hao hết tinh thần, may là tiểu thư cũng thích. Vừa rồi vi ngưng tử nói tập thị là phu nhân để lấy lòng, trương lạc đương nhiên là nghe thấy được. Vì thế cũng gọi tập thị là nương. Chắc phu nhân tuy rằng có hai chữ phu nhân, thật ra thì cũng chỉ là thiếp thất, chỉ có điều nghe xuôi tay hơn nhiều. Theo lý mà nói, toàn bộ con cái của Toánh Xuyên Hầu chỉ có một nương, đó chính là mẫu thân của Trương Huỳnh, Toánh Xuyên Hầu chính thất phu nhân. Nhưng loại tình huống này, vì ngưng tử cũng sẽ không nói trắng ra, bất quá chỉ mỉm cười, bây giờ mỗi ngày Trương Huỳnh đều canh giữ ở bên giường, thật đúng là hiếu thuận. Trọng tâm câu chuyện chuyển sang Trương Huỳnh, tất nhiên Trương Lạc sẽ không thấy vui vẻ, trong mũi âm thầm hừ nhẹ, rất xem thường, canh giữ. Canh giữ thì có ích lợi gì, mời nhiều đại phu về như vậy, giờ nằm chờ chết, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nàng ta, chẳng phải tiểu thư cũng biết, tính cách nóng này, ngoại trừ đối xử tốt với nương của nàng ta, trong phủ chẳng có ai nghĩ nàng ta tốt. Ánh mắt Trương Huỳnh chứa vẻ khinh miệt, toánh xuyên hầu phu nhân thẳng thắn mạnh mẽ, đó là lý do tại sao trương huỳnh cũng như vậy nhưng ít nhiều gì toánh xuyên hầu phu nhân còn có uy nghiêm mà trương huỳnh chỉ học được dáng vẻ bên ngoài không học được khí chất uy nghiêm ấy tính cách đại tiểu thư lại hay phát tác toàn bộ hạ nhân trong phủ đều sợ hãi cho nên bây giờ toánh xuyên hầu phu nhân ngã bệnh tập thị và trương lạc lôi kéo lòng người rất nhanh làm cho trương huỳnh nhiều lần thất lễ ở trong phủ ngoại trừ thị tỳ của toánh xuyên hầu phu nhân và người bên ngoài những người khác đều dần dần nghiêng về tập thị. Đáng tiếc, bây giờ nàng ta vẫn là tiểu thư trong phủ, vai vế của nàng ta vẫn hơn ta. Trương Lạc bất mãn nói, thứ nhất Trương Huỳnh là chính thất nữ nhi, cho dù tập thị phù chính, Trương Huỳnh vẫn là con gái của nguyên phối, còn lớn hơn cả Trương Lạc, hơn nữa tuổi Trương Huỳnh cũng lớn hơn Trương Lạc, Trương Huỳnh mới là đích trưởng nữ của hầu phủ, đích trưởng nữ và đích thư nữ có vẻ khác nhau không nhiều, nhưng thật ra vẫn khác biệt rất lớn ở thời này lấy trưởng làm chủ lấy bể trên làm chủ hai người đều muốn tranh giành làm người có địa vị cao nhất cũng đúng tính tình trương huỳnh không tốt nhưng không còn cách nào khác nàng ta có xuất thân tốt thật đáng tiếc cho tiểu thư nói tính cách tài năng ta nghĩ tiểu thư không thua gì nàng ta vì ngưng từ nhẹ nhàng nói nhìn thoáng qua thái độ của trương lạc tuy trương lạc so với trương huỳnh kiềm chế hơn một chút nhưng so với vi ngưng tử còn kém xa, nghe thấy nói vậy, vẻ mặt rõ ràng không vui. Tiểu thư xem mỗi lần cô ta thấy biểu muội của ta đều tranh cãi rất lớn, hôm nay không biết hai người lại cãi vã chuyện gì. Vì ngưng tử tự hồ như đang than thở bật thốt một câu. Cô ta và thẩm vân khanh có chuyện ầm ĩ sao? Biểu muội của tiểu thư đúng là không bớt phiền hà. Trương Huỳnh đối với vân khanh ấn tượng không tốt, mỗi lần ở thư viện đều gây chuyện. Vân Khanh có thể làm cho người ta không chịu đựng nổi, nàng ta cũng chưa bao giờ đi chiêu chọc Vân Khanh. Hơn nữa, trong lòng nàng ta cũng nghĩ Vân Khanh là con gái thương nhân, thân phận thấp hèn, mà Vi Ngưng Tử nói thế nào thì phụ thân cũng là quan gia, cho nên nàng ta mới có thể cùng Vi Ngưng Tử kết bạn. "Biểu muội kia của ta là người hay mang thù, không dễ dàng mà chiêu chọc được. Yến hội hôm nay như vậy, nếu để người khác trông thấy đúng là không hay ho gì." Vì Ngưng Tử đầy quan tâm, lại quay sang Trương Lạc sâu xa nói. Trương Lạc như nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng từ từ cong lên thành một nụ cười, Vì Ngưng Tử cũng mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn đến một đóa mẫu đơn, nhẹ nhàng vuốt ve. Vân Khanh và An Tuyết Oánh đang ở một bên ngắm hoa, mà Vi Ngưng Tử từ bên kia đến mời Vân Khanh sang chỗ khác ngắm hoa mẫu đơn. Lúc này chi phủ phu nhân Ân thị cũng dẫn An Tuyết Oánh đến làm quen với các vị phu nhân khác. Vân Khanh liền đi một mình. Tuy rằng không thích tiếp xúc với Vi Ngưng Tử, nhưng trước mặt mọi người, nàng sẽ không lộ ra chuyện gì để người khác nắm được. Đến chỗ kia, Vân Khanh phát hiện không chỉ có Vi Ngưng Tử mà còn có cả hai người Trương Huỳnh và Trương Lạc cũng đã ở nơi này. Bởi vì ngắm hoa, nha hoàn đều canh giữ bên ngoài, mà nơi này mặc dù là chỗ nổi bật trong vườn hoa, không được coi là vắng vẻ, nhưng bụi hoa rậm rạp, góc độ lại vừa vặn che đi tầm nhìn của người khác vân khanh nhìn vi ngưng tử trong lòng thầm cảnh giác mà trương huỳnh nhìn thấy trương lạc lại tức giận trương lạc người muốn ta đến đây làm gì đại tỷ cần gì phải tức giận như vậy còn chưa nói gì tỷ đã giống như là cùng người khác tranh cãi vậy mặc dù tỷ là đại tỷ nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ nổi giận với muội muội được trương lạc mỉm cười đôi mắt dịu dàng như có ý cười bên trong lại tràn đầy chế giễu. Ta nổi giận với ngươi lúc nào, ngươi gọi ta đến chỗ này làm gì? Trương Huỳnh không thích Trương Lạc, đương nhiên lời nói cũng không có ý tốt. Hôm nay không phải là tiệc ngắm hoa sao? Muội mời tỷ tỷ cùng đi ngắm hoa với muội, chỉ một yêu cầu nho nhỏ như vậy, tỷ tỷ cũng không làm được sao? Tuy rằng tỷ là đích nữ, nhưng cũng không thể kiêu ngạo như vậy được. Trương Lạc nhấn mạnh hai chữ đích nữ, ai nghe thấy cũng hiểu được ý cô ta đôi mắt đẹp của Trương Huỳnh trừng lên, tức khắc nổi giận, ngươi có ý gì, giả vờ cái gì vậy, ngươi mà cũng tốt bụng mời ta đi ngắm hoa sao. Đừng tưởng ngươi ở trước mặt người khác giả vờ như thế nào thì ngươi chính là thế đấy, ngươi cũng chỉ là đồ tiện nhân thấp hèn mà thôi. Những lời mắng chửi này làm sắc mặt Trương Lạc trắng bệch, nàng ta ghét nhất là có người phê phán thân phận mình, bây giờ nàng ta chỉ là thư nữ. Bất quá nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, nàng ta lập tức khôi phục như cũ, đưa tay lên che miệng, tự ủy khuất nói, tỷ tỷ tội gì phải hăm dọa người khác như vậy, mẫu thân tỷ sắp chết, cũng không phải lỗi của muội diêm vương gia muốn bắt người nào, muội sao có thể ngăn được, sao tỷ có thể giận chó đánh mèo với muội Sau khi ra vẻ điềm đạm đáng yêu, giọng điệu trái lại vô cùng châm chọc nói, nhưng mà tỷ tỷ cũng chỉ có thể ra vẻ được vài ngày nữa, chờ mẫu thân của tỷ chết đi nương của ta chính là chính thất của hầu phù nàng ta trái một câu mẫu thân tỷ sắp chết phải một câu diêm vương ra muốn bắt người làm vành mắt trương huỳnh sau khi khóc đã có vẻ hồng hồng nay lại vì tức giận mà càng hồng thêm hướng về phía trương lạc nói ngươi nói cái gì tiện nhân chết tiệt kia nhìn ta xé miệng ngươi ra mấy hôm nay trương huỳnh vỡ luôn nghi ngờ tập thị bọn họ hạ độc trong thuốc tuy rằng vân khanh kiểm tra qua trong thuốc xác thực không có vấn đề gì nhưng trong lòng trương huỳnh đối với mẹ con tập thị và trương lạc đã mang thù hận nếu không phải tập thị từ khi vào cửa mỗi ngày ở trước mặt cha lừa gạt dùng các loại thủ đoạn hãm hại nương nói nương ghen tỉ nói nương độc ác cha cũng không ghét bỏ nương như vậy tuy rằng nương không nói ra nhưng nàng biết trong lòng nương không dễ chịu gì nhiều năm như vậy bị một tiểu thiếp âm thầm đơm đặt con nữ nhân nào thấy trong lòng dễ chịu Vân Khanh đứng một bên nhìn hai người cãi nhau, mi tâm khẽ nhăn lại, nàng tin rằng vi ngưng tử gọi nàng đến đây, tuyệt đối không phải là để xem hai tỷ muội người ta cãi nhau, nhất định cô ta còn có mục đích của mình. cúi đầu nhìn qua một lượt, phát hiện ra treo áo lúc nãy nhìn thấy, chính là áo dài màu xanh mà hôm nay vi ngưng tử mặc, trong đầu thật nhanh đem mọi chuyện suy nghĩ lại lần nữa, nàng đã biết kế hoạch của vi ngưng tử và trương lạc. Mà ở bên này, Trương Huỳnh bị chọc tức, lửa giận bốc lên đầu, hướng về phía Trương Lạc mà xông đến. Chương 190: Khắc tinh trời sinh 1. Trương Lạc chỉ chờ cơ hội như vậy, nàng ta nhìn thấy Trương Huỳnh qua đây, lúng túng hoảng sợ, liên tục lui về phía sau, lùi đến ven hồ ngắm cảnh, mắt nhìn thoáng qua lối vào bên trái hoa viên, lúc nhìn thấy bóng dáng của mấy người, lập tức hét to: "Tỷ tỷ, tỷ đừng như vậy. Ta không làm gì ngươi." sao ngươi phải hét to như vậy trương huỳnh ghét nhất bộ dáng giả vờ đáng thương của trương lạc nhìn thấy nàng ta lại bắt đầu như thế liền đáp lời đúng lúc này dưới chân trương huỳnh không biết vướng phải vật gì cả người lảo đảo vượt qua trương lạc trực tiếp rơi xuống hồ nước đối diện với tình huống trước mặt trương lạc chỉ biết trợn mắt há mồm vốn kế hoạch của nàng ta là cố tình chọc giận trương huỳnh làm cho trương huỳnh cùng nàng ta rằng co Sai người dẫn phụ thân đến, sau đó để phụ thân trước mặt nhiều người trách mắng Trương Huỳnh, làm tỉ tỉ mà không tôn nghiêm, mang danh hãm hại muội muội. Thế nhưng, mọi việc lại đột một thay đổi, mà ngược lại là Trương Huỳnh rơi xuống nước. Vân Khanh nhanh chóng thu chân về, hôm nay nàng mặc quần dài rộng, nếu khẽ chuyển động, người bên ngoài không thể nhận ra, vừa rồi nàng vừa thoáng thấy bóng người tiến vào, càng khẳng định kế hoạch của Trương Lạc nhanh chóng quyết định ngáng chân đẩy trương huỳnh rơi xuống hồ trương huỳnh rơi xuống nước trong lòng lo lắng nàng không biết bơi nước hồ lạnh lẽo tràn vào mũi nàng sắc mấy ngụm nước nghe được tiếng rơi xuống nước bà tử đã sớm được sắp xếp trước nhảy vào trong nước đưa nàng lên bờ chẳng qua mọi chuyện thay đổi lúc mới bắt đầu chuẩn bị chỉ để cứu trương lạc lúc này cứu lên bờ lại là trương huỳnh trương huỳnh vừa lên bờ đã có nha hoàn cầm áo choàng phủ lên người cho nàng mà Toánh Xuyên Hầu lúc này chạy đến, nhìn Trương Huỳnh trong lòng bà tử, lại nhìn thấy có nhiều phu nhân tiểu thư vây quanh, nghĩ đến mặt mũi mất hết, nghiêm mặt hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc đó chứng kiến mọi chuyện ở đây, ngoại trừ hai người là Trương Huỳnh và Trương Lạc, còn có Vân Khanh và Vi Ngưng Tử. Vân Khanh liếc mắt nhìn Vi Ngưng Tử, mang chút nghi ngờ nói, tiểu nữ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lúc biểu tỷ bảo tiểu nữ đến đây ngắm hoa, đã thấy Trương Nhị Tiểu Thư và Trương Đại Tiểu Thư xảy ra tranh cãi, sau đó hai người lại gần nhau, tiểu nữ nhất thời không chú ý, nghe thấy, bùm một tiếng, quay đầu lại đã thấy Trương Đại Tiểu Thư rơi vào trong nước. Nghe lời này, các vị phu nhân, Tiểu Thư vừa rồi tuy cách khá xa, nhưng cũng có người đứng gần, thính tai, nghe được Trương Lạc ở chỗ này mắng mỏ, mỗi câu đều nguyền rủa toánh xuyên hầu phu nhân, trong lòng lúc này cũng có suy tính. Đổi lại là người khác, nếu mẹ ruột bị người ta nguyền rủa như thế, sao có thể không nổi giận, chắc chắn sẽ tranh cãi lại. Nào ngờ Trương Lạc lại ngang nhiên ra tay đẩy đít tỷ rơi vào trong nước. Lá gan này không phải người bình thường có thể có được. Trương Lạc nghe những lời này, nóng vội đến mức nước mắt cũng nhanh chảy xuống. Thẩm Vân Khanh, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta đẩy tỷ ấy xuống nước, là ngươi và tỷ ấy liên hợp hãm hại ta có phải không? Vân Khanh nghe thấy vậy, lông mày nhíu lại, hết sức khó hiểu nói trương nhị tiểu thư lời này thật sự làm ta ngạc nhiên vừa rồi ta có nói là tiểu thư đẩy người xuống nước hay sao bây giờ trương lạc mới suy nghĩ lại quả thực vân khanh một câu cũng chưa từng nói qua mỗi câu nàng nói tách ra đều là lời nói thật nhưng nếu ghép lại thì khó tránh khỏi làm cho người khác suy nghĩ chắc phu nhân tập thị cũng nghe thấy động tĩnh phía bên này đã đến nơi nghe được những câu phía sau tức khắc nhíu mày Trương Lạc vừa thấy tập thị, cũng nhanh chóng nhào đến, càng vui vẻ, giả bộ oan ủ nước mắt rơi xuống lại càng nhiều. Nương, người nhìn xem bọn họ bắt nạt con, cố ý oan ủn cho con. Hóa ra vị này toánh xuyên hầu phu nhân, nghe danh không bằng gặp mặt. Lúc này ở bên cạnh có một vị phu nhân ăn mặc đơn giản trang nhã mở miệng nói, bất quá bà vừa nói, mấy người xung quanh đều cứng người lại. Đây sao có thể là toánh xuyên hầu phu nhân, đây là chắc phu nhân mà có một vị phu nhân nhanh miệng trả lời a à, thì ra là ta nhận nhầm sao vì phu nhân hào phóng trang nhã kia lại nói thêm một câu nhưng trong giọng nói không có lấy nửa điểm nhận sai các vị phu nhân ở đây đều nghe thấy được đây là chế nhạo trương lạc trước mặt người khác gọi một thiếp thất là nương toánh xuyên hầu phủ thật đúng là không có quy củ toánh xuyên hầu tức giận liếc nhìn vị phu nhân kia bà chính là mẫu thân của dương nhạn dung Dương phu nhân, bên cạnh Dương đại nhân chỉ có một thê tử kết tóc là bà, không có thiếp thất thông phòng, cho nên Dương phu nhân đối với loại thiếp thất thông phòng và con cái của thiếp thất ở trong nhà tung hoành ngang ngược rất không thuận mắt. Chỉ có lúc đầu vị phu nhân này cùng tập thị trao hỏi, sau đó bà cũng chỉ ngồi một chỗ, không nói lời nào. Luận thân phận quan tước, Dương Đại Nhân đang là nhị phẩm đô chỉ huy sứ, trong tay cũng có thực quyền, mà dương phu nhân cũng là tứ phẩm cáo mệnh phu nhân mặc dù đối diện với hầu phủ là thân phận hậu duệ quý tộc bà cũng không thua kém huống chi toánh xuyên hầu phủ lúc này đã bước trên con đường suy yếu mỗi khi có danh gia vọng tộc nào có chuyện ái thiếp diệt thê thì có nghĩa nhà đấy bắt đầu suy yếu đối mặt với tiểu thiếp như tập thị bà cũng thấy không có một chút ấn tượng tốt nào bị bà nói một câu như thế những lời khóc lóc lúc nãy của trương lạc cũng không còn uy thế toánh xuyên hầu tái mặt bối rối không tránh khỏi trách mắng trương lạc một câu ngày thường con học quy củ như thế à chẳng lẽ quên hết rồi sao tập thị vẫn luôn là tâm can của toánh xuyên hầu ngay cả trương lạc ở trong phủ cũng rất được chiều chuộng hơn nữa toánh xuyên hầu muốn nữ nhi cũng phải giống như tiểu thiếp điềm đạm đáng yêu khóc như mưa rơi trên hoa lê vốn được ông ta thích nhất cho nên Trương Lạc vừa nhìn thấy ông ta, nước mắt giống như dâng lên, không chảy ra được. Không nghĩ đến hôm nay bị Dương Phu Nhân chế giễu như thế, nếu như ông ta lại thiên vị, không kiêng rẻ ở trước mặt mọi người bênh vực con gái của thiếp thất, năng lực của Tánh Xuyên Hầu cũng không cao, da mặt cũng không dày đến mức không cần tuân tủ khuôn phép, chẳng qua cũng vốn đã không có điểm nào tốt đẹp rồi. Ông ta quay đầu nhìn Trương Huỳnh đang được bọc lại ngồi một bên nhíu mày khiển trách, Hôm nay có yến hội, con ở đây la lối chuyện gì? Ngày thường làm loạn đã không tính, làm sao không có chuyện gì lại rơi xuống hồ, phải làm hại muội muội. Trương Huỳnh vẫn luôn ghét Trương Lạc, cũng biết toánh xuyên hầu không thích nàng, bởi vì nàng không biết giả bộ. Thế nhưng không nghĩ đến cha bị tập thị thổi gió bên gối lại bất công đến bật này, mà mở to mắt trách móc nàng, liền đứng lên nói, "Cha vừa đến là nhìn thấy con tự ngã vào trong nước sao? Nếu người không nhìn thấy sao lại nói là con hôm nay gây chuyện rõ ràng là nó nguyền rủa nương nó nói nương chết sớm một chút tập thị có thể lên làm chính thất con nói bậy bạ cái gì vậy toánh xuyên hầu bị trương huỳnh nói như vậy gương mặt già nua đỏ lên tập thị sở dĩ có thể phách lối như thế nếu không có ông ta ngầm cho phép thì không thể nào ngày thường ông cũng đều nhắm một mắt mờ một mắt dù sao ông ta cũng không thích mạnh thị thế nhưng bị trương huỳnh nói ra trước mắt người khác thì không thể con nói bậy? Cha, vậy sao người không suy nghĩ một chút, con sao phải cố ý ngã xuống hồ? Hôm nay có yến tiệc, con cần gì phải ở trước mặt mọi người ngã xuống, một thân nhếch nhác, chẳng lẽ như thế đối với danh tiếng của con có ích sao? Trương Huỳnh thở gấp, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.